đâu. Ok mọi người, trời má, nhìn tao đau đẻ quá. Đau đẻ rồi. Ngồi xuống đi thầy, nãy giờ thầy đứng quá. Đau quá, đau quá. Ngồi đi thầy, đứng đứng. Rồi, món quà tiếp theo là một cái áo của bạn Phan gửi qua. Bạn Phan này rất là hay tặng những chiếc áo thun phông màu trắng đen. Và cũng là cái hiệu này. Rồi ok, xin được cảm ơn món quà của bạn nha. Rồi, mình tạm thời cắt vào trong đây. Bây giờ xem còn cái quà gì thu lên luôn đi. Ông lấy đi, tôi đang kiếm đồ ăn cướp. Trời ơi, để sao đi. Để sao đi. Đồ mất cướp không có mất sao mà lo. Để sao. Làm con mình đâu mà nó khổ hơn cha thì cha một đi đúng không ạ? Tao khổ với mày bữa giờ rồi, giờ lâu lâu mày khổ tao xíu mà mày tha thế. Số đàn bà nó khổ lắm, ước gì à, mà con gái chưa xong nữa. Rồi ok. Đây là Yến, Yến. Yến dạy đi cái muỗng. Mày thích cái muỗng hả? Thì cho mày lấy cái muỗng mắt, mày thích Yến luôn không? Mình lấy hết luôn, mình hết chỉ cho mày lấy hết. Tính ra người ta gửi qua cho tao để tao bồi dưỡng ha. Mà mày tính là một đứa con rồi. Sao mày biết tao nhiều, bữa giờ tao đâu có đem về đâu. Thì ông đem về thì hôm nay có rồi. Hôm nay đâu có Yến đâu, nãy giờ đây không có Yến này. Ông cá chưa? Yến kia là Yến, Yến sách tay, Yến... Yến, Yến, Yến cái nó nghe còn hợp ở đây nữa, đúng không? Rồi. Ừ, đem về bà uống cho bà. Kể đây, 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 mà đem đây, cái quà kia lên đây. Đây, 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 rồi, tiếp, tiếp, tiếp lên quà. Má nặng quá. Lo có thiệp ở chổng không? Không bà. Tôi trong cái thùng này này. Không có. Trời, háo là coi. Sao tao thấy mày bảo mày mạnh mẽ. À. Ôi cái con này, mày nhẹ nhàng giùm tao cái đi mày. Đó. Người ta nặng rồi. Rồi chú không bà bé mi. Đôi mắt đẹp nhất là đôi mắt biết nhìn đời. Đôi tai đẹp nhất là đôi tai biết lắng nghe nỗi khổ niềm đau của cuộc đời. Đôi môi đẹp nhất là đôi môi biết nói lời yêu thương và tha thứ. Trái tim đẹp nhất là trái tim biết đồng cảm, thấu hiểu và bao dung. Đôi tay đẹp nhất là đôi tay biết giúp đời bớt khổ. Đôi chân đẹp nhất là đôi chân vững chãi giữa bão tố cuộc đời. Và tâm hồn đẹp nhất là tâm hồn hiền lành, thánh thiện. Chúc chú mau bình phục và vững tâm lên nhé. Mến HT. Xin cảm ơn vợ chồng bạn HT nha. Phải lấy cái mũ. Rồi mày để lại dùng tao cái đi. À, ông coi đi. Tao coi rồi. Xong rồi, cắt dùng. Rồi dùng, để lên. Lên. Không, cái này, không, cái này là hồng trên du thuyền anh mang về đó. Cái này thì cái đó là khan tặng đó, ừ, lấy ra. Ui trời ơi. Chết mẹ chưa? Chưa chết. Bỏ cái này ra đi Phi, bỏ ra dùng ra cái. Nặng quá. Cứng, phụ cứng. Trời ơi, để ổng đau đẻ mà ổng cầm sát lên. Thì cái gì? Gửi chú Hùng và bé My. Vì bé không dùng Yến nên chị gửi ít trái cây để bé và mọi người dùng nhé. Chúc em luôn vui vẻ yêu đời, trưởng thành hơn để đồng hành cùng chú. Thân mến HT. Dạ, yeah, cảm ơn bạn nha. Không được đấy vậy nha. Biết ở im. Con không biết gì hết. Rồi, bạn. Đây là giỏ trái cây. Ủa, cái này là cái gì? Trái hồng, trái đào. Nó mềm. Táo. Táo gì bà mẹ. Thơm nhỉ. Tao chưa ăn cái này bao giờ. Lưu lẹ. Rồi, bỏ vào đi. Hết rồi đúng không? Hết rồi, hết rồi. Táo tàu hả? Cái này táo tàu hả? Hết chưa, hết chưa? Hết rồi thì... Quá trời già luôn. Rồi cái này cắt bẻ qua luôn em. Rồi xin được cảm ơn tình yêu thương của tất cả mọi người đã gửi. Nước mà cô bà cũng gửi tới. À nước hả? Cái gì vậy? Nước hả? Nước. À ok, để em đọc.
Mà nói thật với mọi người, từ lúc mà mình mổ xong đó mọi người, mình lại không thèm ăn cơm các thứ nhiều nha. Mình toàn thèm ăn nước, uống nước với lại ăn trái cây không à. Ủa, đây đây. Chúc mừng sản phụ. Chúc mừng sản hậu, sản phụ. Cu hồng là cái gì? Chê hồng là gì? Chúc mừng sản phụ ông Hùng sản phụ Hồng. Chúc mừng sản phụ Hồng được xuất viện sau khi hạ sinh bé mỡ thành công. Biết thầy chuyển dạ sớm, vậy thì tụi em đã nơi trước cho thầy biết nay mổ đẻ người ta có khác mỡ bụng nữa thầy ơi. Thôi đằng nào thầy cũng ba tròn con vuông mẹ tam giác rồi, nên chúc mừng thầy mau hồi phục sức khỏe để tụi em có người báo tiếp nha. Cà cà cà. À quên, thầy nhớ kế hoạch hóa đừng để cấn bầu bé mỡ em nữa nha thầy. À, người gửi Linh Mi Hải Minh. Rồi hai đứa FC nhà báo, năm người nào báo mình đến tận cái lúc phòng bộ đẻ luôn. Cái này là cái gì? Từ từ, cái gì đá mẹ á. Không biết nó có gì mà. Cái này là đá không hay sao? Đâu có. Đâu nữa. Cho mày đó. Dầu cái này là cái gì đó? À, sữa mẹ nãy nãy bé Mi có nhắn tin cho anh kêu là uống nóng đúng không? Đây là lạnh này. Cái nào nóng thì thầy uống nha. À, cái nào nóng anh uống. Rồi, cảm ơn thầy của thầy luôn á. Cảm ơn em Linh Mi với Hàn Minh nha. Rồi, còn hai cái kia thì chia ra cho bà uống nè. Bà uống cái đó đó. Cái này nào đổi đổi vô. Không, có rồi. Ý là cái đó đá với dâu mà. Chỉ là đổ vào đó đúng không? Đúng rồi, có đá dâu bà ăn cái gì? Bà ăn vậy luôn á hả? Ừ. Rồi có miếng gì để chấm đâu. À, nãy Linh Minh nhắn tin là kêu là cái người mà mới mổ đẻ xong rồi uống cái gì mà sữa với lại mè rất tốt cho người mổ đẻ. Chắc em nó có kinh nghiệm rồi nên nó đối xử với thầy như thế. Rồi, cảm ơn em nha. Nó đẻ bao nhiêu con chứ? Nó đẻ mới có một đứa mà mày quất bao nhiêu đứa, trời ơi. Ủa, chừng tỏ rồi đó. Giờ thì đi thôi. Ủa, lỡ nào không có ủi đâu. Má, thôi còn mẹ. Thôi, quà rồi đó. Xong hết rồi đúng không em? Quà hết rồi đúng không? Rồi, vậy chắc là cho anh mượn cái khăn lau cái bàn đi. Xong rồi mình bỏ sản phẩm lên, bắt đầu mình chia sẻ tâm sự với nhau. Ôi, vậy đồ mới cướp đâu. Từ từ đi, xuống. Áp lại đi. À, ok. Sản lau cái bàn đi ạ. Rồi. Rồi, ok mọi người, nói chung là mình rất là trân trọng tình cảm của tất cả mọi người gửi đến đây. Thì trong tất cả những món quà mọi người gửi đây thì nó còn rất là nhiều thứ như là quần áo này, giày dép này, trái cây này, hay là những cái món quà nó còn giá trị hơn nữa. Thì không biết là trong gia đình báo của chúng ta thì mỗi người chúng ta đều xuất thân hay là có một cái hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà cái điều mà chúng ta đều hướng về đó là tình yêu thương mọi người dành cho hành trình này. Nên là Hùng xin được gửi một lời cảm ơn rất là chân thành đến với tất cả những cô chú anh chị hay là những người bạn chúng ta đã đồng hành trong thời gian vừa qua. Và Hùng biết là trong cái hành trình như thế này thì nó không có một nó không đơn giản. Và Hùng hy vọng rằng là với những cái gì mà mình đang nỗ lực để làm được cho cái hành trình này càng ngày nó càng tốt đẹp hơn, thì mong mọi người chúng ta sẽ luôn luôn dành cái tình yêu thương đó để mà mình có động lực nhiều hơn nữa với vai trò là một người kết nối. Và Hùng hy vọng rằng là chào cô đen. Hùng hy vọng rằng là My sẽ càng ngày càng trưởng thành hơn nữa và có những cái bước tiến tốt đẹp hơn, và có thể nhìn nhận ra được là những cái gì thực sự là tốt cho tương lai của My, để My càng ngày càng nâng cao cái giá trị của mình và trở thành một cô gái sau này sẽ tốt cho cộng đồng, và cũng có thể giống như Hùng là một người kết nối để làm nên được những cái câu chuyện tốt đẹp. Nên là Hùng xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến với tất cả mọi người nhá. Hy vọng rằng là mọi người chúng ta sẽ luôn bên cạnh, đồng hành và dành cho cái hành trình này những cái sự yêu thương để chúng ta ngày càng xây dựng ra những cái thước phim thật là đẹp trong cái hành trình nhân văn này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thank you so much. Yeah. Rồi mọi người bây giờ có ưu đãi nha. Có ưu đãi cho mình ngày hôm nay tại TikTok Shop. Cho nên là cả nhà mình tập trung nha. FC báo đêm Sài Gòn. Chuẩn bị tinh thần nha. Cô Trang với lại có cái cô dưới đỉnh Long lên để hâm chú Hồng được không chú? Thế gọi lên đây để chú Hùng ra đây một xíu thì được. Đúng rồi. Okay. Rồi chú Hùng cảm ơn nha. Ủa cô Trang mà. Rồi. Mày tặng quà mà mày đội nón siêu nhân vậy. Rồi cả nhà ơi. Bây giờ chúng ta mình sẽ có mặt hả nha. Rồi chắc là anh sẽ di chuyển ra phía cửa để. Không, không, mình cứ nói chuyện đi, khi nào mà chị lên thì mình đi ra thôi. Dạ rồi, ok. Vậy thôi anh ngồi nha. Ok. Anh ngồi, anh chỉ cần ngồi đó thôi. Để cho em với lại cô trợ giảng mình nói chuyện. Mình bán hàng thôi. Rồi, ok.
Rồi bây giờ Hoài đã quay trở lại với tiết mục bài học bán hàng rồi. Và có ưu đãi cho chúng ta trong hôm nay TikTok sống trợ giá ngày hôm nay nhân dịp anh Hùng trên sóng livestream của chúng ta quay trở lại. Thì bây giờ mọi người mình sẽ cùng nhau mình hốt chốt đơn nha mọi người nha. Đang lên trên cho mình là sản phẩm sữa rửa mặt nha mọi người. Sữa rửa mặt nha mọi người. Hôm nay Hoài rửa điện thoại nha. Đây, rửa điện thoại bằng sữa rửa mặt đang giảm giá. Giảm giá. Đó, cho tất cả chúng ta. Nhanh ra mọi người ơi. Rồi, cái gì mà rửa điện thoại đó đang giảm giá rửa điện thoại cho các em này đó. Các em đang đòi rửa điện thoại cái gì? Đi mà. Không, cái này là hệ điều hành Android. Hệ điều hành Android. Cả nhà mình tập trung nha mọi người ơi. Vào mình mua mình chốt đơn ngay bây giờ hỗ trợ nha. Rồi hôm nay là rất là ok nha. Dạ mọi người vào mình đặt hàng đó mọi người ơi. Dạ có một bạn fan gửi cho anh tin nhắn này thông qua em. Đó. À, không được bê đồ nặng. Đó. Đây em. Rồi mong chờ con anh mà nó có chịu rồi em anh phải bê nó. Rồi. Ok cảm ơn. Cảm ơn bạn Nhí Nguyễn nha. Đây ông mà tôi không mua hết nguyên một cái shop. Ông Hồng với là nặng tôi đi mua sau nha. Rồi ok. Rẻ lắm. Rồi ok cả nhà mình chốt đơn nguyên sản xuất son đã băng lấy về xài. Rồi hôm nay đang ghi cho mình là cái gì vậy? Cô thực tập ơi.